Sáng nay 10 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố để nhanh tiến độ hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán là một trong những nội dung quan trọng mà ông Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 7 ngày qua, từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh có 525 ca mắc mới qua xét nghiệm real-time PCR, giảm 30,7% so với tuần trước. Trung bình mỗi ngày có 75 ca mắc, 15.176 ca khỏi bệnh, xuất viện, hoàn thành cách ly, bao gồm các trường hợp test nhanh. Trung bình mỗi ngày có 2.168 ca khỏi bệnh, xuất viện, hoàn thành cách ly. Trong tuần phát hiện 119 ca F0 trong cộng đồng, trung bình 17 ca mỗi ngày, so với tuần trước giảm 24,7%. Về công tác điều trị, toàn tỉnh hiện có 18 khu cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với 4.506 giường bệnh. Trong tuần qua ghi nhận 512 ca F0 nhập viện tại các cơ sở điều trị, giảm 32,7% so với tuần trước. Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, đồng thời sẵn sàng phương án giám sát và phòng chống biến thể Omicron theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine 100.000 mũi mỗi ngày, hoàn thành mục tiêu 100% đối tượng được tiêm mũi 3 trong tháng 2 năm 2022, thực hiện phương án xử lý F0 tại cơ sở giáo dục trong trạng thái bình thường mới. Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh trong tuần qua, công tác tiêm vaccine, đồng thời kiến nghị cụ thể liên quan đến công tác mua sắm, chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu, kiến nghị cho học sinh khối tiểu học, mầm non, lớp lá trở lại lớp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể. Cái nhất thì cái biến chủng Omicron thì đến giờ này thì đánh giá khuyến cáo của ngành y tế, của Bộ Y tế có rồi, tôi đề nghị ngành y tế là sớm tham mưu ban hành kế hoạch. Cái thứ hai cũng rất quan trọng là đề nghị các địa phương cũng tiếp tục tập trung tăng cường duy trì các trạm y tế ở các phường, xã phường, ở các khu công nghiệp mà cũng là các tổ y tế cộng đồng. Dấu hiệu dịch đi xuống thì dấu hiệu lơ là thì cũng nhận sẽ có, nhưng chúng ta không tập trung cái này. Cái thứ ba là quyết tâm là phải tập trung tiêm vaccine, làm sao làm trước Tết Nguyên đán chúng ta hoàn thành.